Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Kim Ngân nhắc đến Mai trong buổi nhạc hội mà mọi người không để ý. Hình ảnh ca sĩ Kim Ngân được gia đình em họ lăng xê và mới đây nhất trong buổi nhạc hội tại phố Ban Sa, khán giả cứ nghĩ rằng Kim Ngân sau khi rời xa Mai rồi thì ngoảnh mặt làm ngơ, quên người má đã giúp đỡ mình lúc đầu. Nhưng khi tinh ý thì trong buổi nhạc hội đó Kim Ngân có nhắc tên Má Hai. Lúc nói chuyện với ca sĩ Mai Lệ Huyền, Kim Ngân đã chỉ cái này cái kia, tất cả đều là của Má Hai. Cái này như vậy trong tiềm thức của nữ ca sĩ vẫn rất ghi nhớ đến người má đã giúp mình ra khỏi khu máy giặt và sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn. Có lẽ lúc này Kim Ngân cũng đang thắc mắc tại sao Má Hai đi đâu mà lâu quá. Nhưng vì tinh thần chưa tỉnh táo hẳn, với lại gặp vợ chồng em họ ngăn cản, không cho Kim Ngân tiếp xúc với Thiên Nga. Và đó cũng là lý do tình cảnh bây giờ của Kim Ngân rất tồi. Trước đó Gia Nguyễn cũng tuyên bố hùng hồn lắm. Kim Ngân phản ứng mạnh khi nhắc về Thiên Nga. Tôi thì không thấy phản ứng gì, chỉ thấy Kim Ngân luôn nói này của Má Hai, cái kia là của Má Hai mua. Cố nhìn nhét vô đầu Kim Ngân, nhưng trong tiềm thức cô ấy luôn có Má Hai trong tim, nên rất thường kêu lên từ cửa miệng. Trước đó như đã đưa tin, nữ danh hài Thiên Nga sau một thời gian dốc tâm dốc sức giúp đỡ đàn chị là ca sĩ Kim Ngân, cuối cùng đã tuyên bố dừng việc giúp đỡ và quá mệt mỏi khi bị tấn công. Nữ danh hài Thiên Nga cho biết, ngày xưa lúc tôi giúp chị Kim Ngân cũng bị nhiều người chỉ trích, nhưng tôi vẫn bình thường vì mục đích chính vẫn là giúp đỡ cho chị. Giờ đây tôi mong mọi chuyện dừng lại, tôi mong chị Kim Ngân về với gia đình yên ổn. Trách nhiệm của tôi cũng đã đủ với chị. Phòng thay cho chị tôi vẫn giữ cho chị, đi đi về về. Bây giờ nếu ra đường gặp chị, tôi vẫn cho tiền chị ăn uống, còn nói là đưa chị đi quay. Đi chơi thì tôi không dám nữa, vì tôi đã bị nói quá nhiều, dài như sớ táo quân. Vì tôi tổn thương quá nhiều, bị tấn công và mất hết cảm xúc, thì làm sao giúp cho chị được nữa. Tôi không còn dính líu. Nếu sau này gia đình muốn tôi giúp đỡ chị Kim Ngân, thì tất cả các thành viên phải có một lời trên cộng đồng mạng hay như thế nào để khẳng định tôi là người giúp. Còn bây giờ có nói riêng hay nhắn tin thương yêu gửi gắm, tôi cũng không dám. Ngay sau khi nữ danh hài tuyên bố dừng lại việc giúp đỡ để gia đình đàn chị lo liệu, nhiều người hâm mộ đã tỏ ra lo lắng cho cuộc sống Kim Ngân sẽ diễn ra ra sao. Mới đây nhất trên kênh YouTube Tiến Dụng Media đã bất ngờ đăng tải đoạn clip hậu trường một đêm nhạc với sự xuất hiện của nữ ca sĩ Kim Ngân. Nữ ca sĩ đã khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh chỉnh chu. Khi gặp lại nữ ca sĩ Kim Ngân, MC Việt Thảo đã tỏ ra rất vui mừng. Tôi khá bất ngờ, đã 2 năm rồi tôi mới được gặp lại Kim Ngân. Cô ấy vẫn nhận ra tôi. So với 2 năm trước, lần này tôi thấy Kim Ngân tươi tỉnh hơn và vẫn rất đẹp. Các nghệ sĩ khác cùng niềm nở, đón tiếp và trò chuyện thân tình với bà. Trước đó vào đầu thập niên 80, Kim Ngân là nữ ca sĩ đình đám bậc nhất tại hải ngoại và nhận được đông đảo sự yêu mến của khán giả. Sự nghiệp được hậu thuẫn lại có nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng cùng lối trình diễn sôi động lôi cuốn. Bà trở thành ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại và là một trong những cái tên bán vé hàng đầu thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên vì hào quang đến quá sớm, sống trong nhung lụa, sự nổi tiếng, nữ ca sĩ đã dần dần lao vào lối sống buông thả, cư xử không đúng mực và bị đồng nghiệp tẩy chay. Nữ ca sĩ Kim Ngân chia tay chồng và mất quyền nuôi 2 con gái ngay thời điểm đang tuột dốc trong sự nghiệp. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của nữ ca sĩ. Bà gần như hóa điên và không nhớ gì về mình, bạn bè hay gia đình. Từ ngôi sao đình đám, ca sĩ Kim Ngân trở thành người vô gia cư trong bộ dạng gầy gò, đen nhiễm, tóc tai rối xù. Hình ảnh của nữ ca sĩ đã khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.